Thương hiệu bột ngọt bạn đang dùng có nguồn gốc từ đâu? Tôi chọn Ajinomoto, thương hiệu bột ngọt Nhật Bản duy nhất tại Việt Nam. Mẹ ơi, thang nước kìa. Nước? Nước sạch. Để sản xuất Ajinomoto cần sử dụng nước. Chúng tôi xử lý nước thải theo công nghệ Nhật Bản, đưa nước đạt chuẩn trở về sông cho cuộc sống trong lành. Đó là lý do tôi luôn chọn Ajinomoto. Nước sạch, cuộc sống trong lành, thương hiệu bột ngọt Nhật Bản duy nhất tại Việt Nam. Ajinomoto.